Để cho bảo đảm toàn mà mọi người có cần thêm khẩu trang ạ, và nhà tàu sẽ phát thêm khẩu trang ạ. Đây cô khẩu trang nhận ạ. Những lời nhắc nhở, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như thế này đã trở thành quen thuộc đối với những du khách trên du thuyền Indochine tại Vịnh Hạ Long. Cũng giống như nhiều du khách khác, ông Nguyễn Văn Đông, một du khách từ Hà Nội tới, cảm thấy rất an tâm. Trước khi lên tàu là họ cũng đã phát cho khẩu trang và cho rửa tay bằng nước chống khuẩn. Thì tôi thấy là các cái công tác này là rất chi là tốt. Công ty cũng sát khử trùng tay và luôn luôn lúc nào cũng mang khẩu trang và được nhân viên rất nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi để phòng dịch tốt. Nhận thức được mối lo về dịch COVID-19, các du thuyền trên Vịnh Hạ Long đã ngay lập tức triển khai một chiến lược phòng chống COVID-19 đồng bộ và bài bản. Tất cả các hành khách xuống tàu là bắt buộc là phải có đeo khẩu trang và được nhân viên hỗ trợ sát khuẩn tay liên tục hàng ngày trong suốt hành trình chuyến đi. Và ngoài ra nữa là tất cả những khu vực mà công cộng ở trên tàu đều có cái bổ sung thêm cái đèn tia cực tím, tránh cho virus COVID có thể lây lan ra diện rộng nếu trong trường hợp mà có ca mắc bệnh. Sự nghiêm túc và quyết liệt này của các doanh nghiệp du lịch trên Vịnh Hạ Long nhận được phản hồi tích cực từ phía du khách và các chuyên gia. Ngay khi mà chúng tôi vừa mới bước đến cầu tàu thì cũng đã được doanh nghiệp mà đã có cử người đến để kiểm tra thân nhiệt cũng như là phát khẩu trang miễn phí cho tất cả các khách. Trong suốt chuyến đi chúng tôi cũng luôn luôn thấy người của doanh nghiệp nhắc nhở du khách là đeo khẩu trang và tất cả những cái điểm tham quan thì chúng tôi cũng nhận thấy là không đến những nơi mà quá đông du khách. Cách làm như vậy là rất là tốt. Với những biện pháp y tế tăng cường, hạn chế đến những nơi quá đông người, các doanh nghiệp du lịch tại Vịnh Hạ Long không chỉ tạo dựng một môi trường an toàn thân thiện mà còn khiến du khách an tâm, thoải mái trong suốt hành trình trải nghiệm, góp phần hưởng ứng chiến dịch Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam.